Sao quánh bài mà quánh đem theo ông Phước Lộc Thọ như vậy? May mắn. Tài lộc con khỉ á. Cái này gọi là bán bổ nha. Cái này gọi là mê tín dị đoan nha. Mình quánh bài là quánh bằng tư duy, bằng khối óc, bằng chiến thuật. Đánh bằng cả con tim mình đánh ra cái con bài. Hiểu không? Quánh gì đâu mà tâm linh mê tín dị đoan. Thôi mày ơi, đánh nhanh đi, nó nhiều quá. Đội ba đúng không? Đội ba. Thấy ghét. Đôi đậm chơi vậy đó. Đôi về nè. Đôi heo nè. Ê, anh em quýnh đôi heo mày. Trời quá. Trên chạy dưới chạy không được. Trời ơi, dữ vậy ta. Nè. Tứ quý nè, có không? Từ từ. Chờ một chút. 1, 2, 3. Mày xong mày rồi. Trời ơi, ông Thọ. Ông Thọ chết rồi. Ông Thọ gãy cây rồi. Rồi sao? Sao thì chung tiền đi ông nội. Lại có điểm chứ sao? Tới tập 7, tập 3. Mới vợ cũng bé. Mẹ, bà ở đây. Giờ này cũng biết ra ngoài. Tao có biết, tụi mày đây, tao biết. Thấy chưa, tao nói rồi mà. Chưa. Trốn đi tụi mày. Chạy, chạy. Chạy. Giờ bán đứng đồng đội. Mẹ, chắc là anh Tài không có đi quýnh bài đâu. Nó giỏi, nó ngoan, không có đi đâu. Hay là mình đi về đi mẹ. Thôi đi về đi con. Tài à. Ủa mẹ khỏe không mẹ? Dạ khỏe lắm. Hi, hello em. Anh đi làm việc mà tại sao vậy? Tại sao anh lại đi đánh bài? Anh đi làm việc thiệt mà. Đi làm việc. Làm việc đây rồi hả? Ủa chị. Chú Tài. Dạ. Tôi tưởng là chú đi sửa ống nước. Dạ đây nè, trong đây có ống nước mà. Nãy giờ sửa khó kết khó. Còn mấy người nữa? Hay là để tôi gọi điện cho vợ các cậu tới đây nha. Đừng. Em Biến. Dạ. Ủa? Cái tiền chặt heo đâu bay? Đúng rồi, nhớ con heo. Con dâu, mày bỏ cái tay xuống. Con kéo cái lỗ tay nó ra. À, đúng rồi đó, nó để mày lấy cây dao ra, mày kiếm ra. Mà khứa. Thôi thôi mẹ ơi. Đúng, đụng tay nó thôi. Ôi mẹ, không nói đỡ tiếng nào mẹ mà còn tra tấn nữa. Con đó nghe, bao nhiêu lần rồi, hả? Mày hứa bỏ mà mày không bỏ gì hả? Sao không làm gương tốt cho con nghĩa cho vậy hả? Mẹ, lần này là lần cuối luôn, con hứa là con không có đụng tới mấy cái lá bài này. Thôi tệ lắm, đừng nói nhiều, đem nó về nhà, xử nó sao? Thôi mà.